Audio Jungle. Bây giờ tỉa là tỉa rồi, cắt rồi. Bây giờ mình tỉa lại một chút và một số những cái nội dung gì mà anh em trong quá trình làm trao đổi mà còn chưa hiểu, chưa biết cái gì thì có thể hỏi. Mời anh. Một tên tốt, một tên vừa đó. Em nói chung là hướng dẫn thì chắc mấy anh chị năm ngoái cũng có làm rồi. Thì nói chung bây giờ mình chỉ làm sơ lại thôi. Chẳng hạn những cái cành mà cành này, những cành yếu ớt, kém cỏi và không đủ sức để ra hoa nữa thì mình sẽ bỏ đây xưa. Còn mình không có cắt kỹ như lúc mình tạo tán mình nói nữa nha. Thì đa số là những cành là giờ còn lại là đa số là nó nằm ở trong thân không à. Chứ ở ngoài là những, không còn bao nhiêu nữa. Anh chị em tập trung vào đấy. Tập trung vào đấy thì sau này không thể hướng dẫn lại nữa mà cứ tiếp tục thực hiện thôi. Những cành mà bị bù xích đồ chích rồi, những cành khô hay là những cành mà không còn lá, yếu ớt, kém cỏi thì mình bỏ đi thôi. Loại này không có thì cắt đi làm gì. Không, trái. Cái này á? Trái đây. Chưa đâu anh. Tại vì nó phân hóa chưa đều. Tại vì những cái này nó yếu hơn, nó sẽ ra sau. Chứ không phải là không ra. Đây này anh em này, anh em cứ bỏ là đọt đâu. Đây là nụ bông. Thì cái này nhá. Cái này tương đối rồi. Cái này tương đối mất rồi. Ở đây anh này cũng bỏ đọt. Thôi cái to. Như thế này là tương đối nhiều rồi. Cái đấy phải nói. Nói cái đào hoa mà. Cái cành nó nhỏ. Cái cây nào có cành nhiều á. Cái này xăm. Cái đó tương đối mà. Hai cây này nè. Cái bự kìa. Cây bự đây, anh thấy. Cây tốt kìa. Tốt cái này. Cái đó. Đấy. Không, anh qua anh xem cây như này xem nào, được chưa? Được rồi. Ừ, anh cứ xem nó cứ từ đi, vội làm cái gì nhỉ? À, cây đấy gì? Kỹ sư thật, căng thật cái gì nhỉ? Căng vườn. Đấy, mấy cái cành như thế này, anh cắt đi. Cái nào? Đấy, dấu nó được vào. Cái hạn hình lên như cái này thì mình cắt thôi. Cái này là cái nói chung là cũng tương đối luôn rồi. Tương đối rồi. Tại vì mình không có cắt thiệt để nữa. Thiệt để là cái... Mà đã tắm vốn cái cái đâu nữa. Trồng đồ của cô và cái... Thế là tạm ổn cái rồi. Được rồi. Lại một vài cành như thế này thôi. Không đáng kể lắm đâu mà. Đó, còn sót một vài cành như thế này thôi. Chứ còn không đáng kể lắm đâu. Không đáng kể đâu mà. Nè. Cái hạn như cành này cần thiết thì mình... Cành chân kìa. Không, ý là cành này không quan trọng, không nói. Cái tư vào mà không cần thiết thêm này cắt nữa. Nhưng mà cành này cần thiết thì mình cắt, không cần thiết thì mình không để được, không sao. Và không quan tâm. Như cơ bản như thế này là ok rồi á. Thì đấy, thì nó được cả rồi còn. Thôi xuống cây rậm đây. Cũng cây to dưới này nè. Không nhắc cái này mình này không tốt. Nghĩa là trong ăn chạy cắt. Anh cắt à? Rồi đây anh em đi ra cây tốt. Nghĩa là coi là hai cây như vừa như thế là được rồi. Đấy, lần sau cứ thế là làm. Vườn nào ví dụ như vườn trước là phải hướng dẫn được tốt. Đấy, như vườn này thì nó làm trên đá, vườn khô là hai đá cây kém vắng mặt. Đấy, cái vườn này thơ này vợ nó làm cũng được, nhưng vườn chú trước hả? cái này có bỏ những cái cành này là... đây anh em đâu, muốn đi vào đây xem nào. Không, từ để anh em tập trung vào đây xong hỏi như nào. Ừ, mình tự hỏi đi. Nói chung là đây là cảm thấy nó không có hiệu quả cấp. Ừ. Đây có cái gì vướng mắc cái gì như thế nào thì hỏi. Sao tôi gọi anh hỏi đi. Còn như sắp lại những cành đang xây như thế này này thì mình sẽ bỏ đi. Tại vì cành này thì mình vẫn còn có thể lấy trái. Mình tận dụng nhá. Nhưng mà nhiều quá có bị sao cây không? Nhiều quá thì nó mất cái cành ấy. Nó tự đào thải không sao. Còn chẳng hạn như cái cành này thì mình cắt xong rồi mình sẽ tự xử lý. Cái cành này là không còn gì nè. Cành này cắt luôn. Cắt luôn bây giờ cũng được gì đâu. Cành này nó cũng chẳng còn gì nè. Cái đó như cành nó cắt được bây giờ. Cắt đi cho thoáng ngoan. Thoáng gầm.
hạn như cành đây này. Cành này, cành dưới không còn đủ khả năng nữa thì mình bỏ thôi. Vô vô gốc cây này cho mát rồi. Cắt luôn cả đấy, đấy. Cắt san luôn dưới. Ngoài quan sát thôi. Để lớp cành này. Tại nữa phía này nó có hướng ánh sáng. Từ này ánh sáng xuống. Tại cây này mình cắt thì nhiều, cây này chưa cắt rồi chứ. Không, nói chung là cơ bản rồi, cái này mình không nên cắt nhiều. Nếu mà cần thiết thì cái chỗ đầu cành kia cắt luôn này. Nói chung là cũng cơ bản cả rồi. Cơ bản hết rồi, bây giờ nếu mà mình sửa nữa thì cái cây này biết sao, mình sửa nặng cây này nó sẽ đi đọt. Anh chạy trụi. À không phải, không phải sửa nữa, nhưng mà khi mình cắt nhiều quá nó sẽ tập trung dinh dưỡng nó đi đọt hết. Đâm đọt mới. Nên mình đã cắt như thế này là để im nó, chứ mình cắt nữa nó sẽ đi đọt. Thì sao rồi? Những cái cành như này không có đâu bác ơi nè. Cành này không có đâu. Không có, năm sau nó có. Cái này vua bơ đây này. Mấy chục mẫu ấy. Gần gì mẫu? Hecta. À, mấy chục hecta quên. Tôi lại để lại đến khi nào chán cho đâu vào đây tôi mới bỏ. Bên Nam Hàn mới chỉ là cắt cơ bản rồi. Cắt tỉ nữa, cắt tỉ nữa nó sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. Cho qua cái phía dưới. Cái cành nào nó không có trái những sót những cành yếu kém như thế này này nó sẽ xử lý thôi, những cành mà bị bù xích chết và sâu rồi đây thì mình sẽ xử lý, đó là mình kỹ hơn mình xử lý thôi, chứ còn đa phần thì những cái cành này là mình nên để lại không nên cắt thêm nữa. Nhớ là cơ bản vừa rồi anh em cắt như này được chưa? Ok rồi, đạt rồi. Không có phạm không và có không. Như thế này là không bàn cãi. Thế rồi, chứ không là người nói ra người bảo là phạm quá rồi. Rồi. Thì đấy, nói là đây thì đúng, thứ hai thì phạm. Thứ hai nhìn nếu mà không phạm lắm đâu, không được lắm. Phạm thế nào được phạm. Lời chung rất được. Cái cành này nếu mà mình cắt đầu ngọn thì phạm cái gì? Cắt đầu ngọn thôi, tôi nghĩ là cái cành này là mình để làm cành mình ăn trái làm ho. Nhà em sẽ không cắt rồi sau này như hồi năm ngoái. Hôm đấy cắt xong rồi cắt hết rồi cành tóm hết rồi. Để nó được cái dáng ngày hôm nay. Thì hôm nay là cơ bản cái cành này cành ra trái mà sao là bấm. Thì hôm trước anh bông hai đi làm cái chỗ này nè. Cành đây là hãm cái này á là những cành rộp. Và ví dụ như mình hãm mình sẽ không hãm nhiều nữa. Và hãm ngắn thôi. Đó. Mình chỉ hãm thế đấy, thôi. Đấy em hãm như thế xong cứ bảo cứ cái cắt nữa. Vào cắt hết rồi thì em cái này là này hỏi cách phân phân thường thường á. Hơn không ra thì có một gốc còn dễ xem hơn nó sẽ ra những cái cành tây này. Mình nó đang nuôi cái tán cho nó ra vườn tán nó ra đây. Nó sẽ đậu những cành cành tây này. Nó ra quả cho to qua đây này. Thì để nó nuôi những cái cành tây. Bây giờ đây đâu? Thường thường á. Giờ đây xuống tôi nhà nhiên xem phạm cái chỗ nào để trí. Cái hãm nhiều quá. Thì mình cắt dài thì nó sẽ nuôi tập trung nó nuôi lại hết cái đây. Đi 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 xuống xuống. Thôi giờ thì không việc gì thì cứ phải đi về xem. Chỗ nào nữa đâu? Ở xuống nhà nhiên nó vẫn nó phạm qua phạm chỗ nào? Chỗ nào? Người trong mình mới cần cắt chứ đấy mà còn chẳng hạn như trong những cái cành mà chỉ nhau cả nhảy kêu cái gì bỏ đây luôn không chỗ ra không chắc không ngọn so được rồi mình trên đây chắc xíu thôi được rồi không cần đấy hôm trước nhà chị thì cắt hết rồi không sao đâu lo nó đâu không có là hai cành thôi trước á cắt cái này luôn đấy là hai cành thôi còn đa phần thì những cái cành này là mình nên để lại nên cắt thêm nữa. Nhớ là cơ bản vừa rồi anh em cắt như này được chưa? Ok rồi, đạt rồi. Không có phạm không và có không. Như này là không bàn cãi. Thế rồi, chứ không là người nói ra người bảo là không có đạt rồi. Thì đấy, nói là đây thì đúng, thứ hai thì phạm. Thứ hai nhìn nếu mà không phạm lắm đâu, không được phạm thế nào được phạm. Lời chung rất được.
Còn cái cành này nếu mà cắt mình cắt đầu ngọn thì sao cái gì? Cắt đầu ngọn thôi, tôi nghĩ là cái cành hôm nay là mình để làm mình anh trái làm ho. Nên mình sẽ không cắt như sẽ như hồi năm ngoái. Hôm đấy là cắt xong rồi cắt thì để nó được cái dáng ngày hôm nay. Cái hôm nay là cơ bản cái cành này cành ra trái mà sao là bấm. Thì hôm trước anh công hai đi làm cái chỗ này nè. Cành đây là hãm này nè. Mấy cái cành không, đây là bọn hãm cái này á là những cái cành rộp. Và ví dụ như mình hãm mình sẽ không hãm nhiều nữa. Và hãm ngắn thôi. Đó. Mình chỉ hãm thế đấy, thôi. Đấy em hãm như thế xong cứ bảo cứ cái cắt nữa. Vào cắt hết rồi thì em cái này thì là này hỏi cách ngon phân thường thường á. Hơn không ra thì gốc còn dễ xem hơn nó sẽ ra những cái cành tây này. Mình nó đang nuôi cái tán cho nó ra vườn tán nó ra cái này. Nó sẽ đậu những cái hãm cái tây này. Nó ra quả cho to qua đây này. Để nó nuôi những cái cành tây. Rồi bây giờ đâu? Thường thường á.